Vâng, mình chào anh chị em ha. Hôm nay mình đi câu đêm anh chị em ơi. Khi mà trời tối quá, đi không có nhìn thấy gì hết á. Mình tới đây hơi trễ, đâm ra là cũng hơi cực, sắp chết cũng hơi cực một chút. Thì nãy giờ mình cũng làm xuống cần anh chị em. Mình cần rồi. Chắc có lẽ cũng khó nhìn. Khó nhìn rồi đón đón này. Đom đóm đầu ra chiều nay thật nhiều. Thì mình sẽ để lại coi nhìn thấy không, cái đèn pin này không biết có trụ nổi hết hết đêm nay không. Sao nhỉ, cái góc góc bên kia có hàng cổng đang cầu đó. Ê mày, đứng lại đây cho tao cái phao sáng đi. Thịnh ơi, Thịnh ơi, cho cái phao sáng coi. Thì nó kia nó đang là cầu, nó đang là xuống cần rồi. Nãy giờ mới được có một cần nữa, bắt đầu nó xuống cần hai. Hôm nay là mình câu như thế nào ha, câu đêm của nó có chất lượng hay không ha. Rớt nha hả? Rồi nó mỏi cẳng rồi, nó không có đi cho mình cái phao sáng này thôi, khỏi đi, mình cho phao này mình để ánh sáng rồi cũng được, rồi cũng đủ nhìn thấy rồi. Rồi kệ, chờ luôn không sao hết. Có đi rồi chị em, hôm đó đi câu không được cái gì hết, không được cái mô tê một gì hết. Thế giờ lấy mình ra nữa chứ. Chú có cái đèn nào nữa không? Không, có mua một cái à? Một cái hả? Ừ. Nè. Cái gì? Cái đèn gì? Cái đấy nè. Đang sáng nè. Muỗi quá, muỗi nhiều quá. Ngâm tí đi. Vượt qua cái đây. Vẫn im, chưa thấy gì hết, không thấy động tĩnh gì hết. Cái này cần khó nha.
đồ cần mình luôn á. Ghê ta. Khó khăn ha. Khó khăn lắm chứ không được chơi đâu đây. Một con đuối đi rồi. Ăn chịu ăn. Cái này thì mình cần phải ra. Chuyện phải miếng cám đó mình mồi thì nó làm sao như kia mà. Không còn là cái này thì cũng chưa phải là chất lượng đây. Chuyện miếng cám mình mồi ra nó làm sao, mình trả nó làm sao. Dây này hơi ngắn đó. Hả? Thả chưa? Chưa. Thuốc nè. Thuốc không quẹt đó không? Dạ. Thuốc cũng chú nè. Để để cho lấy gì nè. Đâu được con đốt cây. Mũi quá mũi. Mũi nhiều ghê. Dạ, cái này cũng á. Dây ngắn quá, buồn quá. Đang đỡ ở đây nha. Mà đó nó đụng đại gì ra chưa, mới móc lỗ mà đâu cái phao đen đâu, nó chưa móc cái phao, chưa móc đèn vô, tí nữa bè bẻ ra rồi ấy. Đèn đang lên buổi đêm có cái quẹt rớt mình xem luôn, dù mà rớt đi rồi anh cho hết luôn. Bỏ ở trên bên lối nút nè, pha ngược nắng tao không nhìn thấy gì luôn. Sao lâu quá, lâu ăn quá. Ủa cho nó ăn tí ra làm sao. Buổi đăng trình em bông con đứng giờ con biết đọc hay chưa hay nhắc tên bà để em nhớ hoa nữ trên cành mai. Ừ, chà, cái dây này ngắn quá hơi buồn đây. Trời ơi, chỗ này mà có một người nào ngồi ngay bên mình mà hát cái bài này nha, chắc họ khóc luôn nhé. Khó khăn cho cần này quá. Tí nữa. Tí nữa là mình chết, tí nữa là mình chết. Thư biến em chẳng được.
không thôi cho chúng mình hiền. Anh biết hẹn sau chúng ta hả? Không ồn một tí nào, nó chẳng bao giờ hết. Nó toàn đớp bóng ngay chỗ đầu phao ta không à mày ơi. Rồi chỉ còn những cái gì nữa mà câu với cạnh. Rồi ngồi chờ thời thôi. Ngày đó em còn nhớ buổi đăng ký em bồng con đứng. Nhờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc đến tên đài. Nhờ em nhớ thương thêm. Một mình đi câu nhiều khi nó cực lắm anh chị em ơi, thật sự luôn á. Mình muốn làm cái gì nó rất là khó khăn, rất là lâu luôn. Ở đây cho nó đỡ một chút. Nắng quá mình nhờ cái cao của nó đang chờ cần kia cũng mà hay gây thôi, chứ còn nắng quá mình cao của nó nằm mãi ở trên cái đáy mình không thấy cả ngồi vậy nhưng mà chưa không nói gì hết. Để là cái thời gian tới bù chặt kia này cũng dài thăm thẳm luôn, dài đừng cần dài thăm thẳm luôn câu chứ. Tôi còn vui thêm. Ngay chỗ đầu, ngay cứ ngay chỗ đầu phao của mình nó bự ra em kia rồi. Ngay chỗ đầu phao mình nó gặp cái đầu phao. Nhưng mà nó không cắn câu. Nó cắn câu mình cũng đỡ mà nó không cắn. Nhấn phao mình xuống cá cũng được, nó mà nó không nhấn. Đêm khuya trăng lặng nhờ cuộc bông mỗi cây tạ tình thương thừa một ngày ta riêng mình em riêng bông xa xôi bồi hồi nhớ mong, hôm nay mình mong
em nói em buồn. Ôi, tại đi ra đây nóng thấy chị thoáng rồi chứ nó vẫn nóng lắm chị em mình, nóng lắm. Thấy đồng tính gì không mấy ơi? Có không? Đắp mùi ngay đấy. Đắp mùi ngay đó mà không ăn. Quên lời rồi, cái bài hát mình quên lời rồi, mình viết đó mà mình không phục lời anh chị em ơi. Rồi hát lên tới rồi, nhạc lên tới rồi. Rồi. Ô chắc. Giục mẹ rồi. Chạy rồi. Mất giật vậy ngồi giật không được ta. Chạy rồi, có một câu lại được rồi. Cắt to cắt nhỏ mà giật nhìn không mà giật không được á. Nhìn sao vậy mà giật không đứng luôn chị em ơi. Đứng sao luôn á. Chết vui à. Sao không kiếm đi tìm điểm rồi. Tưởng đâu đường con đưa về làm thuốc rồi chứ. Trong này có cái câu được mà tối lắm mình không dám, mình không thả câu vô được. Đường kia hơi ngắn, ta còn có 2-3 đốt nó hết tao rồi. Nhức lên cao quá. Em vào lòng má chỉ biết nhau ta nắng ngày giấc mộng không thành mà đành xa cách. Rồi quên sai trái ngọt nữa rồi, mùi chôm chôm. Trời ơi, chỗ này mà giờ có cây đàn ha. Thịnh ơi, chỗ này mà bây giờ có cây đàn nhờ. Chỗ này mà giờ mà chỗ này mà có cây đàn là bắt đầu là nhớ khi chưa lạ nhau chung một đường kẻ trước người sau đấy hả? Ôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có như có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày gần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ ngày chưa có phai. Gặp rảnh thôi đã lá trên hoa đèn tươi với bao nhiêu buồn vui lúc treo thân vào đường. Ôi nó ngấm hết ngồi luôn rồi anh chị em ơi, nó giật hết ngồi của mình rồi. Hai chân giật hai phát không dính phát nào hết. Buồn tuần hai cần rút vào cần không nhận được phát nào hết. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé tôi
chưa bàn cuộc gặp nhau không bảo gì hết trơn, điểm thật luôn, điểm thật thở nghe cho tới giờ không ăn luôn. Mùa mưa lại đến, tôi mừng vui đón tin anh đường thân. Hả? Không biết nó mở nước miếng. Thế còn đứa phước nó. Nó từ cái phao nằm mà nó kéo phao đứng. Nó kéo phao đứng xong nó cái nó ghì ghì phao xuống thì giật lên cũng đang ngang ở dưới nó rất mạnh. Còn cái này thì miếng phao xong giật lên được còn một lưỡi không. Có ở trên này đúng không nha? Hả? Không ở trên này đúng không? Ôi giời. Mà đấy thấy gì vậy? Hả? Đấy. Rồi dính về Thiên ơi. Rồi xong phim. Này dính lên cá to luôn á. Rồi có đâu rồi. Đâu bắt được dưới kia. Ai người đâu dưới mình trong người mình bò ra. Dưới mình xuống rồi. Dưới rồi à. Nhiều mưa này cánh bước đêm không có nước của dài lâu gió ân tình chiều nay một mình chiếc bóng đêm tao chả nghe được câu nào hoặc câu nào hết. Mày cứ quay mà phải hai phát hai cần hai con vô trong cái mương á, cái đầu hẻm á hả, vô chỗ đấy hả. Ôi mẹ ơi, chuyện tới chuyện lui cực quá mẹ ơi, trời tối chuyện cực quá à. Ở đấy không có hả? Dọn đồ chuyển tới chuyển lui cực quá. Tụi mày tính đi hả? Tụi mày tính đi hả? Đi vô trong này cái gì? Giờ đi hả? Ôi má ơi, giờ mày chuyển đi sao cực quá à. Không thấy điều cần. Tụi mày đi hả? Vô đồ không kia gì? Hãy lại lại đây. Không gió lên. Nó đi trong kia mình cũng đi thôi, cứ ở đây một mình sao gió ở. Ghê thấy mồ đi á. Ừ. Đồ vô trong kia không? Câu không? Không. Chỉ cần lên người chết. Nó cần chuyển hướng cần các bạn. Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa em? Thôi, mình về chỗ anh chị em ơi. Để mình về chỗ anh kia đi, rồi có gì mình sẽ quay lại anh chị em sẽ coi sau ha. Bây giờ này ngồi đây, cũng nãy giờ cũng cả tiếng rồi, mà chả có. Được xảy được 2 phát đã im luôn rồi đó. Nè, anh chị em coi cái tối thui. Tối thui. Có gì gọi là sáng sủa hết. Thôi thôi. Thôi nha anh chị em nha. Mình xin phép nha. Tắt máy đi vào chỗ khác.